Cuộc sống chăm con bán hàng online của Kim Hiền ở Mỹ. Diễn viên phim Dốc Tình cho biết cô có cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Mỹ. Ngoài chăm con, kinh doanh cùng chồng, cô còn đi diễn kịch. Sau hơn 2 năm sang Mỹ định cư cùng ông xã Andy, Kim Hiền cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Nữ diễn viên cảm thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ khoa học chín chắn hơn. Nếu ở Việt Nam, tôi được mẹ phụ giúp việc nhà, con cái, thì sang Mỹ tôi phải tự làm tất cả, phải làm chủ bản thân, tự lo mọi việc cho mình, cực một chút nhưng tôi thấy mình mạnh mẽ và năng động hơn, Kim Hiền kể. Xa rời ánh đèn sân khấu, Kim Hiền ở Mỹ trở thành bà nội trợ thật sự. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai Viona 2 tuổi, đưa đón Sonic đi học và phụ giúp chồng công việc kinh doanh thịt bò khô trên mạng. Nhớ nghề lắm vì nghề diễn ăn ở trong máu mình rồi, nhưng hiện tại chăm sóc con và gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chỉ chăm con, đưa đón Sonic đi học thì một ngày đã trôi qua rất nhanh, cô tâm sự. Hiểu được tâm trạng của vợ nên ông xã Kim Hiền động viên cô quay lại với nghề diễn. Nữ diễn viên tham gia chương trình Kali, chuyện trong nhà ngoài phố MC cho một kênh truyền hình. Kim Hiền cho biết cô may mắn khi gặp được người chồng yêu thương mình hết mực. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, anh không ngại giặt đồ, chăm chỉ làm việc để lo cuộc sống cho cô và bé Sonic. Anh Andy lớn lên ở nước ngoài nên không so đo chuyện quá khứ của tôi, càng không phân biệt con riêng hay con chung. Có lẽ anh ấy là sự bù đắp ngọt ngào cho những trắc trở tôi phải trải qua. Sắp tới, Kim Hiền sẽ đưa con trai và con gái về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Cô vẫn chưa nghĩ tới kế hoạch về nước đóng phim. Kim Hiền từng kết hôn với DJ Hoàng Phong vào năm 2010. Tuy nhiên, sau lễ cưới khoảng 8 tuần, cô phát hiện chồng ngoại tình. Nữ diễn viên quyết định kết thúc mối tình 6 năm trong nghẹn ngào cay đắng. 2 năm sau, Kim Hiền gặp Andy Lê trong một chương trình. Khi đó, anh về nước kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông và đầu tư phim ảnh. Nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên đã thu hút anh. Họ kết hôn vào tháng 7, 2014. Trước khi lâm bồn bé thứ hai, Kim Hiền đã cùng ông xã và con trai Sonic sang Mỹ định cư. Vì sao Cẩm Ly trở thành giám khảo đắt show nhất hiện nay? Đó là câu hỏi mà rất nhiều khán giả xem các chương trình giải trí thắc mắc trong thời gian qua. Thời gian gần đây, cuộc cạnh tranh giữa các chương trình truyền hình giải trí game show diễn ra khốc liệt. Nếu chương trình không đạt lượng người xem cao, không thu hút được nhiều quảng cáo mang về lợi nhuận, sẽ phải nhường sóng cho các chương trình khác. Vì thế, các nhà sản xuất luôn tìm mọi cách để đạt được điều đó. Công thức thành công cho các chương trình giải trí hiện nay là tìm kiếm các thí sinh tài năng và nghệ sĩ nổi tiếng có khả năng hút khách, hội tụ đủ yếu tố chuyên môn bản lĩnh khi ngồi ghế nóng. Cùng với Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly đang là lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất khi tổ chức cuộc thi âm nhạc hiện nay. Mỗi lần làm giám khảo, Cẩm Ly khá im ắng, cô không xuất hiện nhiều trên các báo như các đồng nghiệp khác. Nhưng nếu tính số lần cầm cân nảy mực thì chắc chắn nữ ca sĩ đứng ở vị trí số 1. Khi tham gia hơn 10 game show ăn khách được chiếu trên các kênh, số lượng người xem nhiều nhất là VTV3, HTV7, truyền hình Vĩnh Long 1. Vì sao Cẩm Ly trở thành giám khảo đắt show nhất hiện nay? Đó là câu hỏi mà rất nhiều khán giả xem các chương trình giải trí thắc mắc trong thời gian qua. Giỏi huấn luyện, nhận xét dễ nghe. Trước khi đắt show giám khảo như hiện nay, Cẩm Ly vốn nổi tiếng là người hiền lành, ngại đụng chạm và rất sợ áp lực dư luận. Nhưng chính lo lắng ấy là giúp cô có những lời nhận xét thí sinh rất vừa phải, được lòng khán giả theo dõi chương trình. Trong lần đầu ngồi ghế nóng giọng hát Việt nhí 2014, nhất là tập mở màn, Cẩm Ly không dụ dỗ thí sinh bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ. Thay vào đó, cô chỉ góp ý với tâm thế của một người mẹ đã có 2 con. Khán giả xem chương trình cảm thấy rất dễ chịu, nên việc các thí sinh nổi bật chọn về đội cô là điều dễ hiểu. Nhận xét thí sinh là một áp lực, không dễ chịu chút nào. Ly phải phân tích, nhận xét, góp ý cho rất nhiều tiết mục của các thí sinh, nên nói sao cho dễ nghe, dễ hiểu, dễ điều chỉnh và cả nhà cùng vui là một thách thức, Cẩm Ly chia sẻ với báo chí. Không chỉ nhận xét rất dễ nghe, Cẩm Ly còn cho thấy bản lĩnh và tài năng huấn luyện khi chọn những ca khúc nói về tình cảm gia đình, quê hương như Mẹ yêu con, Đất nước lời ru, Mẹ yêu con, Cô đôi thượng ngàn. Giúp Thiện Nhân đạt giải quán quân rất thuyết phục nhờ lượt bình chọn áp đảo từ khán giả. Sau đó, giám khảo Cẩm Ly còn giúp Minh Phượng và Thành Thiện đoạt giải quán quân cuộc thi Vợ chồng mình hát 2015, Cao Công Nghĩa giải Á quân thần tượng Bolero 2016, Công Quốc giải Á quân giọng hát Việt nhí 2015. Hết lòng giúp đỡ học trò, rất nhiều lần trên sóng truyền hình, Cẩm Ly khẳng định sẽ không bao giờ hứa hẹn giúp đỡ thí sinh nào, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cô âm thầm giúp đỡ các học trò phát triển năng khiếu ca hát,
một cách vô điều kiện với câu nói, thời gian sẽ trả lời tất cả. Chính Cẩm Ly là người chạy đôn, chạy đáo tìm trường cho Thiện Nhân vào Sài Gòn học, để cô có điều kiện phát triển năng khiếu ca hát. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn bỏ tiền túi làm album ca nhạc và các MV cho cô bé với mức chi phí rất lớn. Khi có bầu show mời Thiện Nhân đi hát, vợ chồng Cẩm Ly sẽ xếp lịch cho cô bé đi diễn vào dịp cuối tuần nếu điều kiện phải đạt kết quả học tập tốt. Ngoài Thiện Nhân, áo quân thần tượng Bolero, Cao Công Nghĩa, không chuyên về dòng nhạc Bolero cũng được Cẩm Ly tận tình chỉ dạy từng câu chữ, cho tới việc lựa chọn bài hát trong album đầu tay. Mới đây, Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa đã xuất sắc giành giải quán quân Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Ngoài ra, Minh Tài và Công Quốc cũng được cô chỉ dạy cách hát và hướng phát triển nghề nghiệp. Chiến lược làm giám khảo game show nhí. Sau khi góp phần vào sự thành công lớn cho giọng hát Việt nhí, Cẩm Ly và ông xã Hữu Minh đã vạch ra chiến lược ngồi ghế nóng cực kỳ thông minh. Vào thời điểm đó, các game show dành cho các thí sinh được khán giả rất yêu thích, nhưng chưa có giám khảo nào chiếm lĩnh mảnh đất màu mỡ này. Ngay sau đó, khán giả liên tiếp thấy Cẩm Ly nhận lời làm giám khảo cho các game show nhí như Giọng hát Việt nhí, Người hùng Tí hon, Biệt tài Tí hon, Thần tượng tương lai. Bên cạnh đó, nữ giám khảo còn tham gia các chương trình dành cho người lớn để giữ mức độ phủ sóng dày đặc ở ba kênh truyền hình lớn nhất là VTV3, HTV7, truyền hình Vĩnh Long 1. Để nhận được các gật đầu đồng ý của Cẩm Ly, các nhà sản xuất sẽ phải chi số tiền không dưới 8 con số 0. Nhờ vậy mà nữ ca sĩ có cuộc sống rất thoải mái. Dù đã tạm dừng ca hát do gặp vấn đề sức khỏe khiến giọng hát bị ảnh hưởng, hiện nay Cẩm Ly đang làm giám khảo cho ba chương trình ăn khách là Thần tượng tương lai, Hát mãi ước mơ và Tuyệt đỉnh song ca nhí. Đám cưới quy tụ toàn nghệ sĩ tattoo có tiếng cả nước. Sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ tattoo tại một đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Mới đây, diễn đàn hơn 1 triệu thành viên đã chia sẻ những hình ảnh về một đám cưới độc lạ ở thành phố Hồ Chí Minh khi quy tụ nhiều thanh niên với những hình xăm hầm hố, không chỉ cô dâu chú rể mà các quan khách cũng sở hữu hình xăm khủng trên cơ thể. Đám cưới quy tụ những người xăm hình gây sốt mạng xã hội. Không chỉ có cô dâu chú rể xăm hình, các quan khách tham dự lễ cưới cũng không ngoại lệ. Ngay lúc này, khi mà mọi người đang ăn cơm, thì ở một thế giới khác, các ban chủ, trưởng môn giáo phái tha thu hội tụ về đây, nâng chén rượu mừng và ăn cỗ cưới. Đây đều là những thợ xăm nổi tiếng Việt Nam khắp ba miền đất nước, diễn đàn này hài hước chia sẻ. Được biết, bạn bè của cô dâu chú rể đều là những nghệ sĩ tattoo có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chia sẻ, những hình ảnh về cảnh rước dâu độc đáo này nhanh chóng thu hút người xem. Đa số ý kiến cho rằng đây chắc hẳn là ngày vui của cặp đôi trong nghề xăm mình. Tài khoản Facebook Yến Trang cho hay, đám cưới hoành tráng quá nhỉ. Nói thật, nghệ thuật xăm trổ bây giờ rất phổ biến trong nước và nhiều nước quốc tế. Hình xăm không tạo nên tính cách con người, mang tính chất đẹp và mình thích thì mình xăm thôi. Tôi nghĩ đây là đám cưới của một nghệ sĩ tattoo nào đó thì mới có nhiều dân xăm đến chung vui như vậy. Bây giờ xăm hình là một nghệ thuật và người thợ xăm như là một nghệ sĩ thật thụ. Xã hội này, nghề nào kiếm tiền chân chính và họ thấy hạnh phúc với công việc của họ đều tốt cả, độc giả Nguyễn Văn Linh bình luận. Được biết, đây là đám cưới của cặp đôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai người đều là những nghệ sĩ tattoo có tiếng. Đặc biệt, cô dâu là người Việt Nam, nhận bằng tốt nghiệp khóa phun xăm kỹ thuật của thẩm mỹ chứa danh của Mỹ. Trang cá nhân của cặp đôi thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Có hay không chuyện Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tái hợp? Thời gian gần đây, cả Cường Đô La và Hà Hồ đều lẻ bóng sau khi chia tay người yêu. Mối quan hệ giữa cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hà Hồ và Cường Đô La chưa bao giờ hết hot. Kể từ khi bắt đầu lộ những bằng chứng đầu tiên khi mới hẹn hò, cho tới khi đã đường ai nấy đi, có người mới và giờ quay lại trạng thái độc thân. Chung sống với nhau được gần chục năm thì tình cảm tan vỡ, Cường Đô La và Hà Hồ chia tay nhau trong êm đẹp. Sau khi kết thúc mối quan hệ vợ chồng, cả hai vẫn giữ được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp và trở thành đôi bạn tri kỷ. Hà Hồ từng có lần khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ rằng có thể ngủ chung giường với chồng cũ vì con.
Còn nhớ Hà Hồ từng vướng sóng gió với mối tình đầy tai tiếng cùng đại gia Kim Cương. Khi mà cả dư luận đứng ở phía bên kia tuyên chiến chống lại Hà Hồ, thì Cường Đô La vẫn là người hiếm hoi ở bên cô, giúp cô giải quyết mọi chuyện và giúp cô vượt qua sóng gió. Ngay cả khi có bạn gái mới xinh đẹp là Hạ Vi, thì Cường Đô La vẫn là người khiến Hà Hồ có thể yên tâm nhất mỗi khi sóng gió. Cường Đô La vẫn khiến cho nhiều người khâm phục khi đối xử với vợ cũ đúng như một soái ca. Dù không còn là vợ chồng, nhưng hai người vẫn có sợi dây gắn bó là bé Su Beo. Cả hai thường xuyên tái hợp nhau khi đưa con trai đi chơi, đi ăn, đi học, để cậu bé vẫn cảm nhận được hạnh phúc trong vòng tay cả bố lẫn mẹ. Sự thân thiết của Hà Hồ và Cường Đô La từng khiến dư luận có tin đồn điều này ảnh hưởng tới sự tan vỡ của Cường Đô La và Hà Vi. Bởi hot girl Hải Phòng này không hài lòng với mối quan hệ không rõ của bạn trai. Thời gian gần đây, cả Cường Đô La và Hà Hồ đều lẻ bóng sau khi chia tay người yêu. Thế nhưng cũng vì thế mà hai người gặp nhau nhiều hơn. Mới đây cả gia đình nhỏ vừa đi ăn mừng ngày 1 tháng 6 sau khi bị bắt gặp đi trò chuyện đêm khuya với nhau. Nếu không biết, nhiều người sẽ nghĩ hai người vẫn là một gia đình. Sự thân thiết quá mức lại đang lẻ bóng một mình, nghi vấn Cường Đô La tái hợp Hà Hồ không phải là không có căn cứ và không thể xảy ra.